Tìm một chiếc TV Sony với công nghệ màn hình LED nền này, Direct LED, có đầy đủ các công nghệ hiện đại từ tìm kiếm giọng nói rảnh tay, hệ điều hành Android, có điều khiển thông minh đi kèm, và hơn hết là gì, có đầy đủ các tính năng thông minh. Thì ngày hôm nay thì đáp ứng nhu cầu của các bác thì em sẽ cập nhật giá thành của ba kích cỡ màn hình mà có rất là nhiều bác muốn mua: 55 inch, 65 inch và 75 inch của Sony X80K, một trong những mẫu TV Google TV mới của 2022. Vậy thì ba cái thằng này, kích cỡ màn hình 55 inch, 65 và 75, nó có đang có giá ra sao và cái nổi trội của phiên bản X80K này như thế nào? Mời các bác. Ngày hôm nay thì sẽ phục vụ mọi người với cái mã hàng X80K của Sony, phiên bản đình đám bán hàng với số lượng rất là nhiều suốt 10 tháng qua. Hôm nay là ngày 18 tháng 10 của 2022 và nó được ra mắt và giới thiệu khoảng tầm cuối tháng 3 đầu tháng 4. Tuy nhiên thì giá tốt nhất là khoảng từ 2 tháng trở lại đây. Ba cái màn hình ngày hôm nay em quay thì có kích cỡ là 55 inch, 65 inch và cả 75 inch nhá. Thì để mọi người xem. Trước hết thì em sẽ cùng các bác đi nhanh về những cái đặc điểm nổi bật của cái mã hàng X80K này. Đây là cái phiên bản thay thế cho mã X80G của năm 2021. Năm ngoái thì cái phiên bản X80G không có thiết kế tinh tế, không có thiết kế viền mỏng giống như X80K của năm nay. Đây là 65 inch mọi người nhé. Thì 65X80G thời điểm khoảng tầm tháng 10 năm trước thì vẫn bán khoảng tầm 24 cho tới 25 triệu. Tức là giá thành TV của năm trước ấy, giá bán rất là đắt bởi vì nó ảnh hưởng bởi cái tác động của cái dịch Covid. Do cái dịch Covid ảnh hưởng trực tiếp tới cái sản lượng, nhân công rồi giá nó đội lên khá là cao. Và so với cả cái thời điểm bây giờ thì kể cả X80G của năm trước cũng không có giá tốt như X80K của năm nay. 55X80K, 65X80K và cả 75X80K nữa. Thì tùy vào cái không gian, tùy vào cái diện tích hay là cái mặt kệ của gia đình thì mọi người sẽ lựa chọn. Thường khi mà mọi người đo cái khoảng cách từ cái vị trí ngồi cho tới điểm đặt TV ấy, thì với kích cỡ màn hình 55 inch thì khoảng cách tối thiểu, khoảng cách tức là vị trí ngồi cho tới điểm đặt TV khoảng 2m. Còn đối với TV 65 inch thì diện tích phòng từ 40m, 30 đến 40m và khoảng cách ngồi từ trên 2,5m hoặc 3m là các bác đã có thể lựa chọn 65 inch rồi. Và đối với màn hình 75 inch thì cái chiều đấy, các bác nhìn này, cái chiều dài nó khoảng 1m67, chiều cao nó khoảng tầm 90cm và cái khoảng cách thì từ 3,5m trở lên. Thì để các bác dễ hình dung và lắm ngay được giá thành thì em sẽ cập nhật từ con 75 inch trước nhá. 75X80K có giá bán tại thời điểm em quay đây, giá khuyến mãi trừ hết quà là về còn 28 triệu 610 nghìn. Thời gian trước mà nó chưa chạy chương trình thì giá nó khoảng tầm 31 triệu 3. Và khi mà có chương trình áp giá và trừ hết cả quà khuyến mãi đi nữa thì về giá đang rất là tốt. X80K phiên bản thay thế cho X80G của năm trước sở hữu công nghệ màn chấm lượng tử, có công nghệ Chromilus Pro hiển thị 1 tỷ sắc màu sống động, cho độ tương phản màu sắc thể hiện ở trên màn của X80K vô cùng sống động và rực rỡ. Các bác cần trải nghiệm một chiếc TV chạy hệ điều hành Android và có điều khiển tìm kiếm giọng nói thì đó chính là X80K. Với cái hệ điều hành Android này thì mọi người có thể tải vô vàn các ứng dụng. Đấy, với cái ứng dụng này thì nó được sâu, được đề xuất đặt trực quan tại màn hình trung tâm, tải xuống lựa chọn đơn giản dễ dàng. Danh mục ứng dụng thì cũng không phải mất công đi tìm cái tab, cái ô CH Play để vào tìm kiếm ở cái kính lúp đó. Mà ở đây thì nó sẽ sâu trực tiếp ra bên ngoài, rất là dễ để có thể là tìm theo nhu cầu của từng thành viên trong gia đình. Công nghệ màn chấm lượng tử Chromilus này có chip xử lý X1 4K HDR, một trong những bộ vi xử lý mà được Sony đã tích hợp trên rất là nhiều những dòng TV cao cấp của nhiều năm về trước. Con này thì có giá là 28 610, và các bác còn được đi kèm một cái điều khiển thông minh nữa. Điều khiển của 2022 thì nó ít phím hơn. Cái điều khiển em đang cầm trên tay là điều khiển 2021 và năm 2022 là điều khiển ngắn hơn, có khoảng 14 phím tắt cơ bản thôi. Và cái hay nhất ở trên thằng này đó là OK Google rảnh tay. OK Google năm 2022 thì cũng mượt hơn rất là nhiều so với cả cái phiên bản của năm trước. Các bác ra câu lệnh không cần phải đứng quá gần, không cần phải nói quá to, TV nó vẫn nhận như bình thường. Với cái mã hàng 65 inch thì đang bán với giá khuyến mãi trừ về còn 19 triệu 860 nghìn.
19860, tức là cùng cái thời điểm này năm trước thì X80K còn đang rẻ hơn so với cả X80G khá là nhiều. Đấy, rẻ hơn tầm 5 đến 6 triệu. Và phiên bản 550 thì đang bán với giá là 17.200. 65X80K với giá 19.860 có Bluetooth, có gì? Có khả năng kết hợp với các thiết bị ngoại vi. Mọi người có thể là trình chiếu nội dung từ điện thoại iPhone, điện thoại Samsung lên màn của X80K vô cùng đơn giản và dễ dàng. Xuất xứ của con này thì nó là dòng xuất xứ được sản xuất tại Malaysia. Năm nay thì sẽ có hai dòng cơ bản, một là gì? X75 là sản xuất tại Việt Nam, còn X80K là sản xuất tại Malaysia mọi người nhé. Giá đó thì BM sẽ bảo hành 2 năm tại nhà trên toàn quốc, và các bác mua hàng ở Hà Nội thì sẽ giao miễn phí, còn các bác trên toàn quốc thì sẽ tính thêm phí vận chuyển như bình thường. Cái vấn đề mà em khuyên, em hướng các bác hay lựa chọn con X80K này khi mà so sánh với các dòng khác mà có tần số quét cao hơn, chẳng một số bác là muốn so sánh với cả Q70B của Samsung hoặc một số dòng Q636 của TCL, thì các bác hình dung là gì? Là đối với những con TV có hỗ trợ tần số quét 120 ấy, thì các bác phải có nguồn tín hiệu đầu vào chuẩn, kết hợp đó là màn hình giải trí chơi game thì nó mới có thể giải mã và nâng cấp được lên cái tần số quét cao như vậy. Còn về cơ bản mà các bác xem truyền hình bình thường, xem ứng dụng cơ bản, xem YouTube, xem các kênh truyền hình HD, các nguồn tín hiệu free đấy ạ, thì nó là giống nhau, không có khác nhau quá nhiều. Nên là để lựa chọn một chiếc TV có công nghệ LED, Direct LED, LED trực tiếp đấy ạ, và có đầy đủ các công nghệ hiện đại, xuất xứ Malaysia, chạy hoàn hành Android, có khả năng quét, xử lý, chạy ứng dụng mượt mà, tìm kiếm giọng nói đơn giản, nhẹ nhàng, thì chỉ có thể là X80K thôi. Hôm nay là em nhấn lại để các bác nghe nhé. 55X80K với giá thành 17.200, 65X80K với giá thành 19.860 và 75X80K với giá là 28.610. Đấy, các bác cần hỗ trợ thì điện trực tiếp hotline 0974 178586 hoặc truy cập website ecomart.vn để hỗ trợ mọi người nhé. Cảm ơn các bác.